Nói trong cuộc sống hàng ngày là một cái phương tiện, một cái phương tiện để chúng ta truyền thông, để chúng ta truyền đạt, chúng ta hiểu nhau. Cho nên là cái lời nói đó có đôi khi nó chan chứa những cái tình cảm. Cái lời nói có khi nó chan chứa những cái nghe cay nghiến, phải không? Cái lời nói có khi nó làm cho người ta sầu khổ và có thể người ta quỳ xuống. Vì vậy mà ở trong cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn, một vị tổ mới nói: giết người bằng gươm dao chưa gọi là ác, giết người bằng miệng lưỡi đó là thật ác. Tại vì cầm cái dao và lụi người kia cái chết ngọt, nhưng mà một lời nói mà người ta đau khổ, người ta đâu có chết đâu, nhưng mà người ta buồn rầu sầu khổ năm này qua tháng kia. Cho nên một cái lời nói động viên khuyến khích hay lắm. Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng có ba hạng người nói chuyện: có những người nói như phân, có những người nói như hoa, có những người nói như mật. Nói như phân là thế nào? Nói như phân là cái người đó do vì ghét, vì hận, vì ganh tị, vì ích kỷ, vân vân, mà người đó sẵn sàng vu oan hay nói những điều sai với sự thật về người kia, để cho người kia mất cái uy tín, đau khổ, buồn thương. Đó là lời nói như phân. Còn lời nói như hoa là nói mà không có chứa những cái tâm như trên mà chúng ta nói, tức là không có hận, không có thù, không có tị hiềm, mà làm cho người kia sắp tấn người kia lên. Cho nên chư tổ các ngài không có nản lòng khi thấy những người đau khổ, mà biết rằng lời nói của mình á, có người nghe có người không, nhưng mà thôi cứ phải nói. Bởi vì nhờ nói như vậy, nhờ nói như vậy mà sắp tấn được. Cho nên tổ Quy Sơn á, ngài mới viết ở trong Quy Sơn cảnh sách của ngài đó: sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời giao. Tôi hận tôi, hận mình, sanh vào cái thời tượng pháp, tức là cái thời mà Phật pháp nhìn ná ná, nhưng mà không phải thiệt. Đồng sanh tượng pháp, khứ thánh thời giao là xa rời các bậc thánh, nhưng mà tôi không thể nào khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách, không nỡ lòng giữ những cái gì tôi biết ở trong lòng, khởi khả giam ngôn không có thể nào giữ được, mà phải viết ra những lời này để khuyến tấn, để sắp tấn đại chúng. Vì vậy mà quý vị thấy quý thầy luân phiên nhau giảng, giảng hàng tuần, giảng rỉ rả, giảng ngày không đủ, tranh thủ giảng đêm. Thường thường giảng weekend không, bữa nay lấn luôn giảng ngày thường. Cứ nói hoài. Mà quý vị biết không, cứ nói riết á, mình nghe cái mình thấm, có phải không? Một cái người nào đó nói cho mình nghe những cái lời không có dễ thương, hoặc là xấu về một người nào, mình nghe riết cái tự nhiên mình cũng có ác cảm với người kia. Cho nên gần gũi các vị mà thiện tri thức, các vị bạn lành đó, nó có cái hay là sao? Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng giây phút từng khắc, chúng ta thanh lọc được cái thấy cái nghe, mà rồi chúng ta sẽ nghe được những điều chưa nghe. Thời thời văn ư vị văn, nghe những điều mà chưa bao giờ nghe. Quý vị có nhớ câu chuyện Tăng Sâm giết người không? Người ta chạy vô nói với mẹ là mẹ của thầy Tăng Sâm là Tăng Sâm giết người. Bà không tin. Mà một người nói, hai người nói, ba người nói, trăm người nói, cái tự nhiên bà đâm ra bà tin đó. Cho nên mình thấy cái lời nói của những người xung quanh nó quan trọng lắm. Cho nên hàng ngày mình phải tu tập. Mà vì vậy mà trong nhà Phật mới có cái phương pháp là tụng kinh, mà chúng ta gọi là phúng tụng. Tụng là e a rồi chúng ta tụng chung với chúng.
có chuông, có mõ, có những cái nhạc cụ để chúng ta đưa cái bài kinh đó lên. Chúng sanh ta thì không nói thì nghe, không nghe là nói. Có nhiều người thích nói không thích nghe, đúng không? Cho nên rồi mình thích những cái âm nhạc, cho nên rồi các tổ phải chế ra những cái âm nhạc. Mà âm nhạc này để làm cái gì? Biết nó là cái tiếng bên ngoài, nhưng mà cái tiếng này nó làm cho cái tâm của chúng ta tĩnh lặng. Vì vậy mà giảng pháp, nói kinh, nói hoài không có nói, không có cùng tận. Mình nghe một lần mình đâu có nhớ hết, mà cứ nghe đi nghe lại, nghe riết nó gọi cho thâm nhập. Bây giờ mình muốn thâm nhập kinh tạng thì phải làm sao? Phải không? Cho nên có nhiều vị mới gặp thời Phật, có nhiều vị đến gặp bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy làm sao cho con dễ nhớ. Phật mới nói cái tâm của mình giống như cái bát nước, mà hễ mà sôi ùng ục hoài thì đâu có thấy được mặt mình. Cũng như thế, người mà tâm sân tối ngày giống như lửa, giống nước sôi thì cũng không nhớ gì là hay ho đâu. Đúng không? Rồi Phật nói tâm của mình giống như bát nước, cứ lắc nó dày hoài thì sao lắng nước để thấy ta mặt. Cũng như thế, người mà tối ngày cứ lăn xăng dao động thì chẳng bao giờ nhớ được cái gì. Đức Phật mới nói là tâm mình cũng giống như là cái người mà cái ly nước mà có bụi mà cứ quậy hoài thì cũng không bao giờ nước nó lắng mà thấy được mặt mình. Cũng như thế, người tu mà người mà muốn nhớ những cái hay lành, muốn tâm nó tịnh, mà tối ngày mình cứ gì gom góp thu thập chuyện này chuyện kia thì mấy cái kia nó chiếm hết thì giờ rồi, còn đâu nữa là tu. Quý vị để ý, có một ngày mình ăn mấy tiếng, ngủ mấy tiếng, nói điện thoại mấy tiếng, coi phim tàu mấy tiếng, rồi cái nó hết giờ. Cái tới hồi mà tới buổi tối rồi, cái mòn mỏi rồi, cái nó thôi để niệm Phật ngủ. Mà lên niệm Phật cũng có tịnh được đâu, mới Nam Mô Di Đà Phật ba sau lại vô nhập định rồi. Phải không? Thành tựu ra nguy hiểm. Cho nên Phật mới dạy á, quý vị để ý, khi mà người ta tụng kinh á, người ta tụng kinh, người ta thỉnh chuông bon bon bon, thì bên này giao lại ba tiếng mõ cốc cốc cốc. Đó, chúng sanh là tạo nghiệp bởi thân miệng ý, cho nên chìm đắm trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ phải quay về, tu là chuyển mà, phải chuyển nó lại nương tựa Phật pháp tăng, tu giới định tuệ. Rồi xong bên này giao lại bon cốc bon cốc bon cốc bon cốc. Chúng sanh tạo nghiệp bởi bốn lỗi ở miệng. Miệng mình có bốn cái lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, đó gọi là nói dối. Rồi tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, đâm thọc, gọi là hai lưỡi. Rồi giận dữ lên, mắng rủa chửi xả người ta là ác khẩu. Nhiều khi mất có một chút mà chửi từ ở tổ tiên kéo banh lồ tai bành lồ nhì mà nghe bà chửi nha. Con gà của bà ở nhà đó là con công con phường, nó về nhà chúng mày nó trở thành con ó con diều hâu, nó bổ ông bổ cha bổ bố tiên sư chúng mày. Ôi chà, giống không? Giống quá. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, khi mình giận dữ lên mình nói vậy đó, nhưng mà mình đến trước một cái tượng Phật, một tượng thánh coi, thì mình khấn thôi cũng bài bản vô cùng. Phải không? Hít hà cái cho Phật nghe coi bi thương. A Di Đà Phật, con vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm, cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt, công an có tai như điếc, có mắt như mù. Chính phương trời, mười phương Phật, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Tiên, Thần Thánh, cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thí, huệ khẩu. À.
Rồi bắt đầu mình đọc hết danh sách gia đình mình ra luôn. Rồi có nhiều khi mình giận cái người kia quá, mình thêm câu nữa: Nam mô Di Đà Phật, con hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loài, ai cũng tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, trừ nhà hàng xóm. Phải không? Cho nên rồi nhiều khi Phật mới dạy chỉ cho mình cẩn thận. Phải không? Có nhiều khi bởi cho nên mình, Phật nói có ba hạng người nói trong kinh đó. Phật nói có ba hạng người nói: có người nói như phân, có người nói như hoa, mà có người nói như mật. Có người nói như mật là sao? Là cái người này đoạn trừ được cái tâm ác đó. Cho nên mình nghe những cái lời nói đó, nó mang lại cho người ta cái sự thanh lương. Cho nên ấy, dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Một cái lời nói của mình á, giống như một cái nhành dương mà thấm vào nước vậy đó. Cành dương nước tịnh rải khắp 3000, tánh không bát đức, tám đức lợi lạc trần gian, cam lồ rưới mát trần gian. Tức là mỗi một lời mình nói ra nó giống như là một cái nhành dương của Đức Quan Âm rải ra, làm cho người kia từ cái chỗ mà ở trong cái lò lửa đó biến ra thành cái nơi đó là cái chỗ sen hồng. Cho nên mà mỗi ngày á, những cái bài kinh mà chúng ta tụng á, nó đều trang chứa cái ý hướng là giúp cho chúng ta chuyển hóa cái thân, cái miệng, cái ý của ta hết. Mà nếu mà chúng ta không có nhận ra cái đó đó thì nó uổng lắm. Cho nên cái môi trường mình sống, mình tu á, mà có được những cái bậc thiện tri thức, người ta hàng ngày ta nhắc nhở cho mình hay lắm. Cho mình tu là mình có những cái bậc tu chung, bạn tu chung, thì nâng đỡ và làm cho chúng ta siêng năng thường xuyên và không có bị lười. Để ý là mình tu nhạn mình lười lắm. Có nhiều khi mình muốn ngồi dậy mình tụng kinh, nhưng mà buổi sáng trời lạnh, phải không? Đêm hôm thức khuya, mà cái con ma mà làm biến nó hay lắm. Nó nói lạnh quá, ngồi dậy bệnh à. Ngủ khỏe rồi, Phật đâu có biểu mình tu cực khổ vậy à. Phật nói trong kinh đó, cái người lười biếng có 6 cách bào chữa: nóng qua không tù, lạnh qua không tù, đói qua không tù, no quá không tù. Ví dụ như biểu đi làm việc, nói trời mới ăn no quá cho ngủ một cái. Ví dụ vậy. Cho nên cái con ma, tại sao gọi là ma? Chữ ma đây phải là cái gì mà nó ngăn cản mình, nó che lấp mình, nó chùn bước của mình đi, thì cái đó gọi là ma chứ không có gì hết. Cho nên từ điển Hán Việt ta định nghĩa chữ ma là gì? Đoạt mạng. Chữ mạng đây không phải là cái thân mạng của mình. Chữ mạng đây còn có nghĩa là cái sự sống của mình. Thay vì mình phải sống như vậy đó, nhưng mà con ma kia nó lấn lướt mình. Cho người kia mà tới nói cho mình nghe cái gì đó, mình chưa có kịp nghe là phân bua gì hết, chưa có kịp suy nghĩ gì hết, thì mình đã hành động trước rồi. Vì vậy mà Mặc Tử mới dạy đó, cái người khôn là cái người lời nói, việc làm đi trước, lời nói theo sau. Còn mình thì mình vừa nghe vào tai thì mình hành động liền, bắt cái phone lên hỏi liền có đúng sai. Thì có nhiều khi bị người ta nạt trên phone, cái mình lúc đó mình nghe kỹ là không phải mình à, nói ba nói tám gì đó mà phải thêm là tấm bông tấm hàng gì đó, cái mình lúc đó mình mới biết là không phải nói mình. Cẩn thận. Cho nên có ba dạng người nói: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Có một cái câu chuyện về những cái người, người ta thí nghiệm cho cái loài vật, những loài cỏ cây. Thì người ta lấy hai cây cà chua ra người ta để đó, thì người ta mới đem để bên cạnh vào cái cây cà chua, cây thứ nhất á, là những cái tiếng nhạc buồn rầu, những cái nhạc kích động, rồi những cái lời nói sỉ vả đủ thứ hết. Và một cây cà chua thứ nhì thì người ta để cho nó ở một cái khung cảnh nhẹ nhàng,
rồi những cái tiếng đàn, những tiếng nhạc mà êm dịu và những lời khen, thì cuối cùng thì cái cây hoa, cái cây cà mà nghe những cái nhạc kích động, những cái lời phỉ báng, thì cái cây cà đó héo, còn cái cây cà kia đó thì nó lại tươi. Thì từ đó người ta mới nói với chúng ta rằng á, một cái cây cà không, nó là thực vật, nhưng mà nó còn có, mà ở trong một cái môi trường gì đó thì cái cây đó nó sẽ như thế nào. Còn một con người, huống chi là một con người. Cho nên hằng ngày á, tại sao mình tụng kinh, mình nghe pháp để làm gì? Cũng để tưới tẩm mình hết. Tu là tưới tẩm, mà mình phải biết mình phải tưới tẩm cái gì để cho cái tâm thức của mình. Còn mình không khéo á, thì mình sẽ tưới tẩm những cái hạt lành vào những cái hạt không có, những cái hạt dở vào cái mảnh đất mình. Cho nên từ đó mình mới nói á, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, mình có cái đó mà tại mình không biết tưới. Nào là hạt giống thương yêu hiểu biết, và bao hạt giống an vui, nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Cái cách sống của mình là quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm thì cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, rồi cuối cùng quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật của mình đó là hơi thở của mình, sự sống của mình. Rồi khi mà mình bị như vậy rồi á, thì mình đi tới đâu mình cũng không có ái ngữ được với ai hết. Mình nói ra là mình nạt, mình nói ra là mình trừng mắt. Cho nên rồi người ta đó, người ta mới nói là sao? Quang trung quá Phật vô số ức. Rồi cái bài tán Phật á, trong đó có cái câu là cám một trừng thanh tứ đại hải, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Là cặp mắt của mình á, bị gì tu á, thì nhà Phật có nói năm thứ nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Đó. Mình mà bình thường mình nhìn cặp mắt phàm phu của mình, cặp mắt này kêu là nhục nhãn. Mà nhục nhãn mà nói ngược là nhãn nhục. Mà nhãn nhục thì ăn có ngon thật, nhưng mà nó nóng lắm, kêu nhục nhãn. Nhưng mà con mắt nhục nhãn nó mà thấy xa được chút thì thấy gì? Thấy được cái nguyên do của sự việc, phải không? Thấy cái sự việc nó không có phải như vậy. Cho nên á, trong đó mình thấy hơn được chút thì thấy bằng thiên nhãn. Rồi từ cái thiên nhãn đó, đó chúng ta thấy được cái gì? Thấy mà không có chấp trước là pháp nhãn. Rồi chúng ta có thể tùy thuận chúng sanh, cũng con mắt đó mà đi đến với mọi người nó gần hơn nữa, gọi là huệ nhãn. Rồi cuối cùng cũng có nhục nhãn, nhưng mà biết tu có thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn thì chúng ta có Phật nhãn. Cho nên á, trừng thanh tứ đại hải là con mắt này bây giờ nó trong mà bốn biển cũng không bằng. Cái bài tán Phật A-di-đà tuần rồi trong một cái khóa tu mùa thu Pháp Hòa có nói về cái bài đó. Cái tên của cái bài đó là Kim Sắc Di-đà. Vì vậy mà cho nên á, mình á, là cái người Phật tử mà lúc nào mình cũng nói tới cái chuyện là từ bi hỷ xả. Bốn cái từ đó mình nói, bốn cái chữ đó mình nói nhiều lắm, ngày nào cũng nói từ bi hỷ xả hết. Nhưng mà mình quên cái lời nói của mình đôi khi nó thiếu từ bi, và cái tâm của mình đó, đôi khi nó không có hỷ xả. Và ai mà gặp mình mà than van bực tức thì mình khuyên hay lắm: thôi chị ơi, hỷ xả đi, giận nó làm chị. Thì cái người kia say qua nói với mình: chị đừng có tưởng nó tha chị nghe, nó quơ chị luôn. Ủa nó nói tôi làm sao, chị nói tôi nghe coi. Tử ra nhiều khi rồi một cái đó, có đôi khi mình á, mình đóng cái vai đó hay, nhưng mà hãy cái gì mà chạm tới mình á, phải không, là chạm tới cái ngã mình rồi, thì bắt đầu mình tìm hiểu cho nguyên do. Vậy hả, nó nói tôi vậy hả, để đó tôi. Vân vân. Cho nên á, Đức Phật dạy trong một bài kinh khác, người khéo, cái người mà khéo sống trong cái người giỏi đệ tử Phật á,
là nói có bốn cách. Thứ nhất là nói khéo, không nói lời không có khéo, không có nói lời vụng về. Thứ hai là cái người đó phải nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba là người đó phải nói lời khả ái, không nói lời không khả ái. Và người đó phải nói đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Bốn cách nói. Thì một hôm mà khi Đức Phật nói như vậy, là Đức Phật mới xây xuống hỏi một thầy, các thầy có hiểu không? Thì có một thầy khác đứng dậy và tán dương bốn cách nói này bằng bốn câu kệ như thế này. Nếu mà nói về khéo, thì vị tỳ kheo này nói rằng, hãy nói lên lời nói, không thiêu đốt tự ngã, không làm hại người khác, lời nói ấy khéo nói. Tức là mình nói như thế nào mà không có thiêu đốt và không có hại người thì lời nói gọi là nói khéo. Mà nói khéo ở đây á, không có nghĩa là mình trao chuốt, mình hoa mỹ để mình gạt gẫm người. Cái đó nó phạm trong cái giới, một trong bốn cái giới của thập thiện, đó là ỷ ngữ. Mình thấy người ta rồi mình dụ dỗ người ta bằng cái lời ngọt ngon của mình để mình hại người ta, cái đó ỷ ngữ, không phải. Khéo đây là gì? Tức là chúng ta có suy nghĩ cái gì trước khi chúng ta nói, để chắc chắn rằng lời nói đó không gây hại cho người đó, không gây đau khổ cho người đó, thì cái đó là khéo. Chứ không phải mà người ta xấu quá cái mình nói trời ơi chị đẹp như Dương Quý Phi, hay là người ta đẹp như người ta mình. Mà bây giờ quý vị để ý, không phải là cái, là cái đó không phải khéo. Cái khéo là mình nói không có cái gì, đúng sự thật, không có nói phi pháp, mà trong lời nói đó có ái ngữ. Cho quý vị để ý, nhiều khi mình càng thân với nhau thì cái ái ngữ nó càng hiếm. Tại vì mình nghĩ thân quá, rồi mình cứ mày tao, rồi mình cứ kêu những, hoặc là mình nạt nộ. Nhưng mà mình quên một điều là lâu ngày thì cái gì? Cái buồn phiền nó sanh. Nhất là vợ chồng, hàng ngày mà mình nói với nhau những cái lời nói khiếm nhã, lúc giận đó, mà khi hết giận cái anh em trở lại cái thấy nó kỳ kỳ, không? Thành thử ra lúc giận nhau á, là không có nên nói những cái lời nói không có dễ thương. Mà chính những lúc mình nói như vậy thì đôi khi con cái mình nó học theo cái cách nói đó, cho nguy hiểm. Cho nên Phật dạy kỹ lắm, ở trong các kinh á, nói về cái lời nói nhiều lắm. Chư Tổ cũng dạy. Cho nên quý vị để ý, khi nào mà một đứa nhỏ trong nhà mình nó làm cái gì hay á, mình phải ca nó, mình phải khen nó. Mà không phải khen quá đáng, không phải đưa nó lên mây, nhưng mình khen cho nó đúng. Thí dụ như hôm nay á, nó đi học nó mang về một cái bằng khen. Mình nói hôm nay con đi học con giỏi, cô giáo vui không? Nó dạ cô giáo vui. Rồi con có vui không? Nó dạ con vui. Bây giờ con khoe cho ba mẹ biết, ba mẹ cũng vui. Con thấy không? Chỉ một làm một cái việc làm nhỏ của con thôi mà cô giáo vui, bản thân con vui, cha mẹ vui. Mà cha mẹ mà vui, anh em con cũng vui. Tại vì cha mẹ mà vui, cái cha mẹ không có bực. Mà không có bực thì không có la đứa này rầy đứa kia. Cho nên để cho nó thấy rằng nó có cái liên đới. Nó một làm việc làm nhỏ mà nếu nó giỏi thì tất cả mọi người đều hưởng. Vì vậy mà Việt Nam mình mới nói hoài cái câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà mình lựa lời đấy có nghĩa là mình tìm những cái lời trao chuốt, khôn khéo để mình gạt gẫm người ta. Không, lựa đời đây có nghĩa là nó đủ thứ chữ hết. Cũng cái chữ đó mình lựa nói làm sao cho nghe nó dễ thương. Anh ơi anh, biết cây chổi để đâu không? Mình nạt con, ai biết? Thì tự nhiên cái người nghe ai biết, cái người ta không có dễ thương. Pháo Hòa có một anh đi làm về, đi rước vợ, tấp vô cái lên xe, vợ mới hỏi, hỏi vợ, bữa nay em có khỏe không? Ông đi làm rồi biết. Cái tự nhiên cái lời hỏi đó cái, thì ai không biết đi làm mệt. Nhưng mà mình cũng câu trả lời mà tự nhiên làm cho cái người kia không có còn hứng thú, không có còn vui vẻ để tiếp tục cái câu chuyện với mình nữa. Đó, cho nên á, quý vị mới thấy là các vị ngày xưa người ta cũng nhắc nhở mình rất là nhiều ở cái lời nói của mình. Rồi Đức Phật dạy lời nói khéo rồi, tức là không có vụng. Rồi thứ hai nữa là lời nói làm sao?
lời nói khả ái, nói lời khiến hoan hỷ, không mang theo ác hại khiến người khác ưa thích. Có một cái anh đó đó, ảnh hay nói chuyện mà không có suy nghĩ, cho nên mỗi lần đi đâu là vợ anh hay nhắc lắm: nhớ bữa nay đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ nghe không, nhắc dữ lắm. Bữa nọ anh đi ăn sinh nhật người ta, ăn thọ mà thọ là người ta cử lắm, ảnh không nói câu nào hết. Ảnh ăn xong suốt buổi anh ra về, người ta mới tiễn khách, người ta đưa anh ra tới cửa, ta nói: trời ơi, sao bữa nay nhà tôi có làm gì anh buồn không mà anh không nói trơn thôi. Vợ tôi dặn rồi, bữa nay đi ăn thọ không có được nói tầm bậy. Nhưng mà thôi bây giờ anh hỏi thì tôi nói. Nãy giờ tôi ngồi ăn nhà anh mà tôi nhìn giáo giác, tôi thấy nhà anh cái cửa nhỏ quá, tôi đang lo nữa bà già anh chết sao khiêng ra. Nín được nguyên buổi. Mà thọ là người ta cử với cái đó lắm. Anh nín không nổi, anh nói: thôi anh lỡ hỏi tôi nói, nãy giờ tôi ngồi để tôi ăn mà tôi nhìn cái cửa nhà anh đó, tôi đang lo, tôi thấy cái cửa nhà anh nhỏ quá, tôi lo nữa bà già chết sao khiêng. Khổ sở. Bữa khác anh đi ăn sinh nhật của một cái gia đình khác mà ta sinh nhật đứa con mới sanh, đi ra tới cửa cái anh cũng nói: nè nè, tôi nói cho mấy người biết nghe không, bữa nay tôi không có nói gì hết nghe, con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa. Là quý vị thấy có nhiều khi mình muốn phá chấp, mình nghĩ mình tu rồi không có còn mê tín gì đoan vậy, muốn nói gì nói, không phải đâu, nói mà nói phi thời, Phật gọi là nói phi thời, nói không đúng lúc á cũng sanh cái phiền. Có cái vị đó tu mà cho nên học tới kinh Kim Cang rồi, không có còn chấp trước gì nữa hết á. Bữa nọ mới giao thừa cúng xong, đứng giữa chùa nó thôi: năm mới chúc bà con cô bác không được may mắn nghe không. Thì cái xui cho cái cô đó, năm đó cả nhà cô thất nghiệp hết, cô lên cô kiếm cái ông đó, ông cô rượt. Thì quý vị mới thấy đâu phải, phải không? Chứ nhiều khi một cái lời nói chơi mà mình nói không đúng lúc, không đúng thời thì coi như là trở thành ra cái họa. Vì vậy mà các vị ngày xưa người ta nhắc mình á, bệnh á, cái bệnh trong thân mình á, tùng khẩu nhập, tại mình ăn vô, mình đưa thức ăn vô trong người mình bằng đường miệng thì mình bệnh, gọi là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái họa nó đi ra từ cái cửa miệng của mình. Phải không? Vì vậy mà người ta nhắc mình nè, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn. Mình giống như đi vào trong một cái hoàng cung mà chầu một ông vua vậy, nói mà không có cẩn thận thì tru di cửu tộc. Cũng như thế, ở trong đời mà chúng ta sống mà chúng ta không cẩn thận qua cái lời nói của chúng ta thì nó cũng nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà trong nhà Phật á, đưa ra bốn cái pháp tu của các cái vị Bồ Tát, thì trong đó có một cái bài, cái câu pháp, mà cái pháp tu là gì? Là ái ngữ. Ái ngữ tức là cái lời nói làm sao để người ta nghe mà người ta dễ chịu thì được như vậy. Đó là lời nói mình có thể thu nhiếp người. Có nhiều khi á, cái chuyện nó rất là lớn nhưng mà được cái người này tới hóa giải á, thì mọi việc nó êm xuôi. Là tại sao? Vì cái người này biết cách nói, nói mà không làm cho hai bên gây những cái chiến tranh, gây những cái đau khổ. Thì quý vị nhớ là Phật dạy, hôm nay Pháp Hòa trích hai bài kinh. Bài kinh thứ nhất là Đức Phật dạy có ba dạng người nói: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Có bốn cách nói, thấy không? Nói khéo, không nói vụng. Nói đúng pháp, không nói không đúng pháp. Nói ái ngữ, không nói lời không ái ngữ. Và cuối cùng là nói sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Chứ cái gì mà chúng ta biết mà người nói như vậy, nói đúng thời, đúng lúc. Cái chữ khéo đây đó, nó bao gồm, nếu mình nói đúng lúc thì cũng là khéo, mình nói mà sự thật thì là khéo. Cho nên đó, thường thường người ta nói khéo sống, khôn cũng chết,
dại cũng chết, mà khéo thì là sống. Chữ khéo đây, trong đạo thường dùng chữ khéo đây là gì? Có nghĩa là chúng ta có cân nhắc cẩn mật trước khi chúng ta nói, chứ không có nghĩa là chúng ta trao chuốt cái lời nói để mê hoặc người khác. Cái chữ khéo nó không có nghĩa vậy. Cho mình hiểu được cái chữ khéo sống là sao. Thí dụ hôm nào trong người mình không khỏe, đừng ăn những cái món ăn lạnh, nó có thể dễ cảm. Đó là khéo ăn. Khi mà kinh tế nó xuống, chúng ta phải sống gói ghém. Đó là khéo sống. Cho nên người ta gọi là giàu sang. Giàu là có của, sang mà không biết xài thì đâu gọi là sang. Cho nên thường người ta nói không, nghèo mà không hèn. Nghèo có nghĩa là mặc áo vá, nhưng mà vá lành lặn, vá cho nó đẹp, không có hèn. Cho nên nghèo mà không hèn. Đó. Mà mình là người sang mà giàu, giàu mà sang mới hay. Tức là giàu là có của, mà không biết dùng thì không có sang. Ví dụ bây giờ mình có nguyên một bình hoa hàng, một cái bó hoa hàng trăm cành, mà đều đem vô trong này cắm hết á, thì bình hoa này nó xấu đi, nó không có ra cái tác phẩm. Bây giờ lược bớt nó đi, cái nào đáng cắm mà đúng mức thì cái bình hoa nó đẹp. Cũng như thế, mình có 10 cái đồng hồ mà không có nghĩa đi đâu cũng mang vô 10 cái đồng hồ để chứng tỏ mình giàu. Mang cái đó vô người ta không kêu giàu mà cũng chẳng kêu sang, ta kêu ngộ. Phải không? Cho nên giàu là có của, sang là mình xài, xài đúng rồi, nó sang. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên ở đây cũng vậy, Đức Phật nói là người khéo sống. Khéo nói ở chỗ nào? Nói đúng thời, nói đúng pháp, nói ái ngữ, nói không sai sự thật. Đó là người khéo nói. Pháp Hòa có viết một cái bài hát đó. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Bởi vì cuộc đời này á, có một người nói và một người nghe, mà dành nói hết thì ai nghe. Cho nên quý vị thấy không, ở trong nhà Phật phải có một vị Bồ Tát chuyên môn ngồi nghe, đó là Quan Âm Bồ Tát. Còn có một vị thánh giả, thánh tăng mà chuyên môn nói pháp, là các vị mà đệ tử, hàng đệ tử của Phật. Cho nên cũng phải có người nói, cũng phải có người nghe. Ở trong nhà của mình cũng vậy. Hễ mà chồng là quan công á, thì mình là Quan Âm. Chứ bây giờ chồng mà quan công, mình là Lưu Sương, Châu Sương với Quan Bình nữa, mấy đứa nhỏ nó sống sao nổi. Cho nên ở trong nhà nó cũng vậy, trong chùa cũng vậy. Phải có một thầy nghiêm túc, khắc khe, rồi phải có một thầy chuyên dỗ những cái người bị la, bị rầy. Rầy là phải rầy, nhưng mà phải có cái dỗ. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài cũng hay lắm. Ngài la xong cái ngài dịu xuống. Đầu ngài la dữ lắm, các thầy như thế này thế kia, sau đó ngài mới nói: huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Ngài khen người tu đẹp nét. Đó. Thì hôm nay mình gặp nhau cũng không có nói cái gì khác hơn là chúng ta mang lại một vài bài kinh của Phật để nhắc nhở cho những người đồng tu đồng học. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói không, cái lời nói như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gắm thêu, không làm không kết quả. Ngược lại, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gắm thêu, có làm có kết quả. Thì đó là hai cái câu trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Hôm nay gặp gỡ quý vị trong một khung cảnh như thế này, Pháp Hòa biết rằng dù là ngày thường, nhưng quý vị cũng không có câu nệ cái giờ giấc và một ngày đi làm mệt. Nghe tin Pháp Hòa đến, tất cả quý vị cũng cùng về đây để thăm Pháp Hòa và cho Pháp Hòa cơ hội được thăm tất cả quý vị. Thì Pháp Hòa xin có vài lời vấn an sức khỏe quý vị, cũng như có vài lời chia sẻ những cái lời Phật dạy.
để nhắc nhở cho tất cả chúng ta là những người tu Phật. Thì tu Phật thì tu cái thân, tu cái miệng, tu cái ý, mà cái khẩu là một trong những cái mà chúng ta cần tu nhiều nhất. Tại vì á, hằng ngày quý vị để ý, mình nghe pháp mà hiểu cũng nhờ lời nói, mà vô chùa mà người ta tới chùa đông đảo cũng do mình, hay người ta thối chí nản lòng ta không đi nữa cũng mình. Thành thử ra người đệ tử Phật có nhiều khi mình không có thuyết pháp, nhưng mà cái cách sống của mình hàng ngày là một bài pháp rất là hay. Ngày xưa thiền sư Nhất Hương, một hôm ngài đi đến chùa, ngài thấy các vị đem kinh ra phơi. Thì ở Trung Hoa ngày xưa có một cái lệ là phơi kinh, bởi vì kinh để trong tủ đó lâu ngày thì sợ mục, sợ mối, mà nó ẩm, nó hư, cho nên mới mang kinh ra phơi. Rồi á, các vị mà cư sĩ đệ tử á, cái giờ phút mà phơi kinh á, thì các vị làm gì quý vị biết không? Quý vị đứng ở phía dưới cái chỗ phơi kinh. Để làm chi? Để khi mà gió nó bay ngang qua những quyển kinh á, thì cái làn gió đó, đó nó bay ngang qua quyển kinh rồi, thì cái gió nó tấp vào trong người, trong mình. Vì vậy mà ở trong cái phẩm, trong cái quyển Ngũ Bách Danh Kinh, Ngũ Bách Danh Quan Âm mà 500 lại đó, thì ở trong đó có một cái câu lễ là Nam Mô kính lại Đức Quan Âm thường chuyển những gió lành phơi kinh vào trong thân con. Người ta quan niệm rằng á, mình mà đứng ở dưới cái chỗ nào phơi kinh mà làn gió nó bay qua những quyển kinh mà bay vào trong người mình, thì là mình được cái phước. Mình được cái phước là kinh, gió bay ngang qua kinh rồi đi vào trong người mình, cho nên mình được cái phước. Thì ngài Nhất Hương, ngài thấy các vị đứng đứng ngoài nắng mà chờ gió thổi tới vậy nè, ngài hỏi các vị làm gì đó, thì các vị nói dạ con đang đứng chờ gió phơi kinh để tấp vào trong người cho có phước. Ngài nghe như vậy xong ngài tháo hết áo tràng ra, ngài đứng ở trần, đứng trước gió nắng vậy. Cái thì các vị nói hòa thượng làm gì đó, nó ta đang đứng phơi kinh. Thì các vị người ta mới hỏi ủa, kinh là những quyển sách mà hòa thượng là cái thân mà sao hòa thượng phơi kinh? Ông nói như vậy là các vị lầm. Cái quyển kinh mà đang phơi là quyển kinh chết. Đây, đây là quyển kinh sống đang đứng đây. Quý vị hiểu ý được câu chuyện không? Như vậy thì chúng ta là những người học Phật, hằng ngày chúng ta nghe kinh, nghe pháp, thì chúng ta phải làm sao để mỗi chúng ta là một quyển kinh sống. Mà quyển kinh sống này biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở. Phải không? Lúc nào ăn, lúc nào nói, lúc nào gói, lúc nào mở. Mà được như vậy là người khéo sống. Đó, cho nên mình học cái cách của ngài Nhất Hương. Mà cái hạnh phúc nhất của chúng ta ở đây là gì? Được ăn, được nói, được gói mang về. Quý vị thấy không? Mình ở đây mình hay lắm. Được ăn nè, lúc muốn ăn quá trời nhà hàng luôn, muốn ăn lúc nào cũng có. Được ăn, vô nhà hàng được nói, ăn xong ta đưa hộp cho mình to go. Được gói mang về. Phải không? Mình cũng như thế. Mỗi người chúng ta là một quyển kinh sống. Mà cái điều này á, Pháp Hòa hay nói ở những cái buổi nói chuyện ở các nhà thờ. Ở bên kia thỉnh thoảng các nhà thờ mời Pháp Hòa tới nói. Thì thường thường mình nói á, thì mình không có nói Phật, mình nói Chúa. Tại Pháp Hòa mới nói quý vị biết không, thường thường ở bên bên Thiên Chúa là mỗi khi mà trước khi mà mở Kinh Thánh ra đó, ta hôn Kinh Thánh một cái, phải không? Rồi ta mở Kinh Thánh ra, phải không? Thì cái quyển đó gọi quyển Kinh Thánh. Thầy Pháp Hòa mới nói cái quyển kinh này nè, in hàng trăm ngàn bản, hàng triệu bản cũng không sao hết, có tiền là in được. Nhưng mà mỗi quý vị phải là một quyển thánh kinh di động, lúc nào cần nói và người ta nhìn vào mình. Mà thật bây giờ quý vị để ý coi, mình đi vô trong chùa, mình nhìn cái tác phong, cái hành động, cái lời nói của những người trong chùa, để rồi mình khuyến tấn, mình đi chùa, mình hăng say lên. Cho nên mỗi người chúng ta là một quyển kinh sống di động, rất là active, rất là linh động, để chúng ta có thể truyền bá lời dạy của Phật đến cùng tất cả mọi người. Đó, cho nên á, mỗi khi ai mà sang một cái dĩa CD mà tặng cho người ta đó, thì nhớ đọc cái câu nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn.
Mỗi khi chúng ta cầm một cái dĩa CD băng nào truyền bá cho ai, thì trong thâm tâm của chúng ta cũng nói như thế: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mình á, không có biết cách nào hơn là mình uống to thuốc nào hết bệnh thì mình mang cái to thuốc đó đem cho người khác uống. Mà người khác uống, mà người khác hết bệnh thì chúng ta cũng được lợi lạc vô cùng. Thôi, Pháp Hòa có vài lời để thăm tất cả quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần trả lời câu hỏi chúng con được kính cung thỉnh Thầy. Kính thưa quý vị, Pháp Hòa gặp anh Tuấn, có biệt hiệu là Tuấn CD, pháp danh là Minh Hạnh á. Cách đây mấy năm thì lần đầu tiên Pháp Hòa xuống Austin, thì anh nghe tin anh chở mấy thùng băng dĩa xuống, anh bay ra cả bàn. Và trên cái bàn băng giảng đó, mình thấy đề tài của mình không, mà không phải hình mình, mà cũng phải hình Phật, không hình bông sen, mà hình mấy cô không. Trời ơi, mình thấy cái mình nói, ủa sao cái ông này cũng kỳ vậy ta. Băng giảng mà sao không để. Nhưng mà cái giây phút thứ nhì khởi xong, cái giây phút thứ hai Hòa nghĩ lại liền Hòa, à chắc cái này phương tiện đổ mấy anh trẻ. Rồi khi Pháp Hòa gặp anh Hòa hỏi, anh nói đúng vậy, tại vì con để hình Phật, hình bông sen đồ lớn đâu thèm ngó. Nhưng mà sự thật nó quớt quý vị ơi. Để Hòa kể cái chuyện quớt cho quý vị nghe. Thì có anh đã ở đây nè, anh gọi cho Pháp Hòa, anh nói thầy ơi, con cảm ơn thầy lắm, thầy cứu đời con. Hòa hỏi chuyện gì, anh mới nói là con đi sửa xe. Rồi trong khi mà chờ sửa xe thì con lại cái học chỗ lấy xe, con lựa lựa thì thấy mấy cái hình mấy cô gái đẹp quá. Mà trên đó có những cái đề tài như là bảy loại vợ, như là làm sao giết được người trong mộng, tình không chết theo mùa đông. Anh thấy mấy cái đề tài đó, rồi nào là đề tài nói lại tình xưa. Mà Pháp Hòa nói đó, con đường xưa ta đi nữa. Thì khi mà anh đọc những cái đề tựa đó mà cộng thêm những cái hình của mấy cô nữa, cái anh đem về anh nghe. Nhưng mà khi anh nghe xong rồi mới thấy nó hay, rồi anh thích. Anh bỏ rất là nhiều cái tật xấu của anh, mà anh phone qua anh cảm ơn. Rồi anh nói là con không biết ai để ngoài đó, mà do đi sửa xe mà nghe băng giảng. Thành thử quý vị thấy á, cái phương tiện phương tiện, cái đó ta gọi là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Tùy theo cái lòng ham muốn của chúng sanh, các vị cho mình cái đó. Vì vậy mà mình mới có kinh dược sư đó. Quý vị thấy kinh dược sư không? Người nào muốn giàu có, muốn quan chức, muốn cầu con trai con gái, cầu sống lâu, nhớ không? Thì phải làm gì? Nếu mà mình muốn không mà mình không có làm cái gì hết thì chưa đúng. Cho nên kinh dược sư mới ra đời. Anh muốn cái này phải không? Anh phải làm cái này nè, anh phải tu cái này nè. Cho nên biết cái ham muốn của chúng sanh mà dẫn chúng sanh đi theo cái nẻo đúng. Đó là một cái phương tiện. Ở đây Pháp Hòa có vài câu hỏi. Thì trước khi Pháp Hòa trả lời mấy câu hỏi này thì để cho quý vị relax một chút, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài. Quý vị muốn nghe thân hay nghe cổ? Dạ. Phật dài rồi, Phật nội không có tham. Thôi Pháp Hòa xin hát một câu vọng cổ quý vị nghe ha. Xin hát cho quý vị nghe một câu vọng cổ nói về lòng mẹ. Gió thu về đã gợi lại trong con, chiều nhớ mẹ lòng con hiu quạnh lắm. Trước mộ mẹ đau lòng con nức nở, lời nguyện cầu hồn mẹ mãi trong con.
Có những buổi chiều con thấy lá thu về, trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống. Mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u hoài. Mẹ ơi cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi. Nhớ thở ấu thơ con chỉ biết nô đùa nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được báo đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Giờ mình hồi hướng được không? Rồi thưa đại chúng, bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi. Có một Phật tử hỏi câu thứ nhất: người mất chưa quy y nên quy y cho vong linh hay không nên? Hai là khi quy y cho vong linh có giúp được gì cho vong linh không? Kính thưa đại chúng, cái này là một cái nghi thức để giúp cho những cái vong linh còn vất vưởng, chưa có nơi nương tựa. Sẵn đây Pháp Hòa nói cái chữ linh. Người chưa quy y thì chúng ta gọi là vong linh. Người đã quy y rồi, khi chết chúng ta gọi là hương linh. Người nào mà thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới, Sa Di giới, khi chết chúng ta gọi là chơn linh. Các vị nào mà thọ tỳ kheo ni giới, khi mất đi chúng ta gọi là giác linh. Còn ai mà cái gì cũng có, mà chỗ nào cũng có kêu linh tinh. Đạo nào cũng tốt, giao nào cũng giao. Đó thì vong linh là gì? Vong linh là cái người, linh là cái tượng trưng cho cái thần thức mà chưa có nơi nương tựa. Bây giờ á, có nơi nương tựa rồi. Vì vậy mà thân nhân bắt đầu mới xin cái lễ quy y. Nhưng mà trước khi quy y á, thì thường là người ta phải khai thị cho cái linh đó. Tại vì tự nhiên bắt ta vô quy y, ta đâu có hiểu gì đâu quy y, cho nên phải có cái lễ khai thị. Thỉnh một vị thầy lớn nhắc nhở cho cái vong linh đó hiểu thế nào là tam quy. Nhưng mà không có thọ năm giới nha, chỉ quy y thôi. Tại sao vậy? Bởi vì năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nó chỉ có tác dụng trên thân thể một con người còn sống. Người chết rồi thọ năm giới làm gì? Cho nên không có truyền năm giới, mà chỉ làm cái pháp tam quy, quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho vong linh đó. Như vậy thì cái lợi ích cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hỏi bao nhiêu hay là có thiệt không, em chưa đi em đâu biết. Không, nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ, mình cứ làm. Còn cái thí dụ như bây giờ độ cho 100 người,
thì ít nhất cũng có 10 người lọt, còn 90 người khác cũng có thể đi được. Cũng giống như một trận mưa rơi xuống, cây nhỏ lấy nước ít, cây trung lấy nước trung bình, cây lớn lấy nước nhiều, cây chết queo không có nước, không có lấy nước. Quý vị hiểu ý, cho nên cứ khai thị và cứ quy y cho cái vong linh đó. Mà vong linh đó quy y xong rồi á, người sống đó cầm cái hình quỳ đó đó cũng nghe khai thị luôn. Rồi sau khi làm đám xong rồi vô chùa cũng xin quy y luôn. Lúc sống thì linh tinh, mà lúc bây giờ hiểu đạo rồi vô chùa cái được sao? Được làm Phật tử. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình độ cho người mất là một phần, còn độ cho người sống nó lớn lắm. Cho nên quý vị đừng có coi thường cái chuyện mà hay, đừng có bài xích cái chuyện mà mình quy y do vong linh hay là cầu siêu đó, có lợi ích lắm. Bởi vì cái người sống họ cũng nghe, họ cũng nghe chứ không phải không đâu. Vì nhờ họ nghe như vậy đó, cái họ hiểu đó, cái từ đó họ phát tâm, họ đi chùa, họ tu. Ở đây Pháp Hòa tin chắc là thế nào cũng có vài ba vị hồi xưa không biết chùa chiền gì hết á, nhưng mà nhờ có thân nhân mất đi vô chùa cúng thất rồi bắt đầu nghe kinh rồi bắt đầu mới đi chùa, có phải không? Hồi xưa hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa mà lần đầu tiên tiếp xúc được với hình ảnh của người tu mà nghe tiếng tụng kinh là nhờ ông ngoại Pháp Hòa mất. Khi đó ông ngoại Pháp Hòa mất năm 81, thì ở nhà Pháp Hòa mới mời một thầy đến tụng kinh. Mà đặc biệt là thầy này á, thầy tụng tiếng Phạn không à, thầy không có tụng tiếng Việt, nhưng mình nghe mình thích lắm. Mà Pháp Hòa đoán thôi, chắc cũng chẳng Phạn gì đâu, mà tại vì lúc thầy tụng chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, mà tại mình không nghe mình kêu tiếng Phạn, mình không hiểu, mới 7 tuổi mà đâu có hiểu gì đâu. Cứ thầy cầm cái khánh A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Đất Đâm Bà Tì, mình nghe thầy này có tụng cái tiếng gì chắc Phạn. Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa nghĩ là lúc đó thầy tụng cái tiếng chú, những cái bài thần chú đó. Nhưng mà từ đó cái hình ảnh của cái người tu nó in ở trong đầu của mình. Sau cái đám ông ngoại Pháp Hòa rồi á, là Pháp Hòa bắt đầu đi chùa mà không ai biểu hết, trong nhà không ai biết thờ Phật, không ai gì hết. Mà 7 tuổi là bắt đầu đi chùa và làm công quả và quy y. Ngày đầu tiên đi vô chùa luôn, trời ơi, đi vô chùa thấy ai cũng mà dịu này dịu kia, rồi ôi thiện này thiện nọ, khoái lắm. Mới đi lại gặp thầy trụ trì, nói thầy ơi, thầy con cũng muốn có tên đẹp nữa. Mà lúc đó 7 tuổi thôi, thì thầy ông cũng chịu, ông nói if you want I afternoon you, nếu mà con muốn thầy chiều con, chiều là afternoon chứ gì nữa. Con muốn thầy chiều con, dẫn vô ông quy y trời. Ui, mà lúc đó mình cứ ngồi mình đọc theo thầy chứ đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà quy y. Rồi bắt đầu nói với thầy là con muốn thờ Phật mà ra giá đàng hoàng. Ra giá là sao? Con muốn hình Phật Thích Ca, con muốn hình Phật Di Đà, con muốn hình Di Lạc, con muốn hình Quan Âm. Ông thầy ông thấy vậy, ông cũng nói thằng nhỏ này nó biết đặt tên Phật ra rồi. Cũng đưa cho 4 cái hình. Rồi đem về Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là mẹ đi mua khuôn về làm bàn thờ cho con thờ Phật. Mà lúc đó mới 7 tuổi mà trong nhà Pháp Hòa đâu có thờ Phật. Nhờ Pháp Hòa đi chùa mới thờ Phật. Vậy thì quý vị không? Nhờ ông ngoại Pháp Hòa mất, Pháp Hòa mới bắt đầu có khái niệm. Nhưng mà trước đó đó không có biết cái gì, nhưng mà thấy trong nhà thắp nhang. Rồi Pháp Hòa mới lượm mấy cái chân nhang đó, Pháp Hòa thắp ở ngoài đường, cứ cầm 3 cái chân nhang thắp. Ngó qua nhà hàng xóm, thấy hàng xóm thắp nhang thỉnh 3 tiếng chuông, Pháp Hòa lấy cục gạch, Pháp Hòa gõ vô cột đèn. Nhưng mà nhờ mấy cái linh tinh đó đó, đó bây giờ nó mới thành ra cái linh. Quý vị, cho nên nó có kết quả. Độ cho người mất, đến đó quý thầy khai thị tụng kinh mà người mất nghe, người mất hiểu đạo, người sống hiểu nhiều lắm. Kính bạch Đại Đức, chúng con rất vui khi Đại Đức về Houston thuyết pháp. Xin Thầy chỉ, Thầy dạy cho chúng con cách niệm Phật, cách nào để dễ đạt nước nhất tâm bất loạn, và cách nào để mau được Phật Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trời đất! Mà nếu em chỉ mà chịu đi không? Đây, Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này nó có thiệt à.
Có cái bà cụ bà lên chùa bà lại Phật. Bà đứng với bàn Phật, bà nói Nam Mô Di Đà Phật, Phật ơi Phật thương con, Phật cho con đau dây chết giờ, Phật phù hộ cho con đừng có đau gì hết, mà giờ này Phật tới Phật cứu là con đi liền vậy đó. Cái thì cái chú tiểu chú nghe xong cái chú phóng lên bàn thờ Phật á, chú đứng ở phía sau, chú nói được rồi, về nhà chuẩn bị sắp sửa đi. Cái bà nghe ở nó Nam Mô Di Đà Phật, con quên hồi nãy con nói lộn, con chưa có nấu cơm cho thằng Út. Chuyện đó có thiệt à. Như vậy thì quý vị thấy muốn cách nào đi tiếp dẫn Tây Phương phải không? Mà nếu mà lợi dắt đi có chịu đi không? Nguy hiểm à. Thôi bây giờ á, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Bây giờ mình đổi lại, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Bây giờ á, cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn là sao? Thì mình nghĩ là niệm Phật có nghĩa là tâm mình bây giờ nó không còn một cái mãi may mà gọi là phiền muộn vọng chấp gì nó rơi vào trong khi mình niệm Phật á. Nhưng mình muốn đến cái chỗ đó đó thì trước hết á, nó có nhiều cái hoàn cảnh mình phải chuẩn bị. Bây giờ mình tự hỏi mình coi là mình có thật sự muốn nhất tâm bất loạn chưa? Có nhiều khi mình đang niệm Phật vậy nè, mà đứa con Út đi làm về đó, là mình ngưng niệm cái mình nói con ơi con nhớ hâm đồ ăn nghe con. Rồi xong rồi mình biết đứa con đó mà ăn không đúng mức á, mình cũng đứng dậy cầm sâu chuỗi vừa lần vừa ngó con nó ăn đúng kiểu không. Không đúng cái mình đi vô mình hâm, mà vừa hâm mà ra chỉ ăn cho nó đúng. Tức là cái tình mẹ thương con thì không có sai. Nhưng mà đôi khi mình quên là mình đang niệm Phật. Rồi mình thương con quá, mình nhắc con là phải ăn cho đúng kiểu, đúng mót. Rồi mình lỡ mình rời cái tô coi không đủ nóng, cái mình khoát tay mình tự giật cái tô mình đi hâm cho con, mà một tay thì lần chuỗi. Nhiều lắm thôi mình cũng biết là mình chưa có nhất tâm rồi đó. Nhất tâm không có nghĩa là mình rơi ở cái trạng thái là lững lơ, không còn biết gì nữa hết. Không phải, biết rất rõ. Trong khi mình ngồi niệm Phật, niệm Phật, biết đang niệm Phật, mà cái gì nó xen vô biết rất rõ, cái đó mới gọi là bất loạn. Không có loạn với cái khác. Còn nếu mà mình nghĩ rằng mình niệm đến một cái lúc nào đó cái đầu mình nó lơ lơ lửng lửng á, cái đó người ta gọi là sập sắm tiệm á. Phải không? Chứ không phải niệm rồi lúc nào cũng lửng lửng lơ lơ rồi ta nói ủa sao kỳ vậy, nó tại tôi tu. Mà tu kiểu đó ai dám tu. Phải không? Nhất tâm bất loạn đây có nghĩa là khi mình niệm Phật thì mình biết là mình đang niệm Phật, mà cái gì nó tới nó xen vô biết mà không có chạy theo nó. Rồi thí dụ bây giờ mình nóng ruột đứa con, hay là mình chuẩn bị đi ghi giấy để sẵn biểu con ăn rồi, một khi mình làm xong rồi mình giao trở lại rồi á thì mình không có lo nữa. Giờ nó ăn nóng ăn nguội gì kệ. Pháp Hòa nói ví dụ, đâu phải nó lần đầu tiên nó ăn tô phở, mà mình phải bắt là ăn cho đúng ngò, đúng ớt, đúng nóng, đúng. Con ăn thì lạnh thì nó tự nó hâm, có cái gì mà mình phải lo. Mà chỉ lo một chút đó thôi là mình biết là mình chưa có gọi là nhất tâm rồi đó. Phải không? Còn cái chuyện mà rồi đây này, niệm Phật cách nào để mau được Phật Di Đà tiếp dẫn. Phật Di Đà đâu chưa tiếp dẫn, mà con nó mới để cái chìa khóa vô là mình nó tiếp dẫn mình mất rồi. À, tiếp dẫn mình xuống tới bếp rồi. Phải không? Rồi nó hâm mà rồi có nhiều khi mình đủ chuyện hết trong khi mình niệm Phật. Cho nên Phật Di Đà tiếp dẫn thì mình chưa thấy, phải không? Cho ở đây Pháp Hòa xin thưa như thế này, quý vị đừng lầm cái chỗ nhất tâm bất loạn là lúc đó mình ngồi rồi cái làm bây giờ lạnh như cái là mình không biết gì hết trơn. Không phải. Bất loạn có cái loạn nó có đến mà mình vẫn bình thường. Giống như một vị đệ tử tới thăm một vị thầy. Vị thầy mới hỏi, ngươi từ đâu tới? Nói dạ con từ Houston tới. Ông thầy nói ta nghe nói Houston nó đông đảo, ồn ào lắm phải không? Thì người đệ tử chắp tay nói dạ Houston có ồn ào, nhưng mà quốc độ của con yên ổn.
Thì ông thầy nói là sao? Khá. Khá là sao? Dạ, bên ngoài nó có xôn xao, phải không? Nhưng mà lòng con thì an tịnh. Cho nên mới nói dạ, Houston có ồn ào náo loạn, nhưng mà quốc độ của con thì an ổn. Người đó nhất tâm mà bất loạn. Ở đây có câu hỏi là: xin thầy giải thích cách lần chuỗi tràn hạt. Nếu lần chuỗi đến hạt mẫu châu phải quay ngược lại, không được lần qua hạt mẫu châu. Nếu qua gọi là mẫu châu vượt pháp, đúng không? Chút xíu và giải thích cái chỗ này. Thứ hai là có giải thích của một chùa nói rằng trong một kinh, con nhớ là kinh Kim Cang, nói chuỗi làm bằng gỗ được phước đứt một lần, chuỗi làm bằng loại tốt hơn như hạt bồ đề, gỗ thơm hoặc đá quý thì được phước trăm lần, vạn lần. Như vậy người làm chuỗi được phước hay người có sở hữu chuỗi được phước? Nói như vậy, đạo Phật có thiên vị về giá trị vật chất không? Tuy nói rằng mọi sự do tâm. Nếu người nghèo có thành tâm đối với Phật Pháp mà lần chuỗi khiêm nhường, tức là chuỗi bằng gỗ, chuỗi thường đó, thì có được bao nhiêu phước? Trời ơi, hay quá. Xin thưa là cái chữ chuỗi mà quý vị lần đó, ở trong kinh Phật thường gọi là Phật châu, tiếng Việt mình gọi chuỗi. Thì cái sâu chuỗi này nè là để giúp cho chúng ta định cái tâm một cách dễ dàng để khi chúng ta lần chuỗi niệm Phật. Mà ngày xưa đó, cái sâu chuỗi được làm bằng đơn giản là những cái loại hạt trái ở trong rừng, thí dụ hạt đậu, hạt sen, hạt gì cũng được, nó khô rồi người ta kết thành một cái sâu chuỗi người ta làm. Rồi bây giờ quý vị thấy là ở trong triều đại nhà Thanh á, ông quan nào cũng đeo một sâu chuỗi, đúng không? Quan nào cũng đeo một sâu chuỗi. Thì lúc đó đó, các quốc sư đi vào trong triều á, không có chuỗi đeo thì nó không có hợp cái mốt với các ông quan ở triều đại nhà Thanh. Thì ông vua ông mới làm một sâu chuỗi quý, ông tặng cho quốc sư, tức là thầy của ông, khi đi vào triều cũng đeo một sâu chuỗi ngọc quý để nhìn giống như các quan trong triều. Rồi lần lần các sâu chuỗi đó nó được phổ thông ra bên ngoài, bắt đầu người ta khai thác, người ta làm chuỗi bằng tất cả các loại quý báu. Rồi quý vị thấy người ta đeo cái tua, có những vị mà bên Trung Hoa mà ta đeo cái tua mà dài đụng tới cái gót chân á, là cái sâu chuỗi đó đó là thường là các vị trụ trì mới đeo. Cho nên khi vào chánh điện mà đứng ngay giữa và đeo sâu chuỗi đó thì mình biết vị đó là vị trụ trì. Và người ta còn có cái ý thứ hai á, là khi đeo như vậy để lúc mà lại Phật á, cúi đầu xuống đó, thì cái sâu chuỗi đó nó nhờ cái tua nặng á, nó rị cái sâu chuỗi lại mà nó không có rớt lên rớt xuống. Cho nên người ta làm cho nó nặng ở phía sau một chút để khi lại cái tua, cái sâu chuỗi nó không có rớt lên rớt xuống. Còn vấn đề á, mình lần chuỗi là để định cái tâm. Còn cái chuyện mà mình lần chuỗi mà để giúp cho mình định tâm, mà rốt cuộc rồi lần chuỗi để mình bận tâm. Bận tâm là coi tới cái hột nào rồi quay, rồi hột nào mà không quay, không quay thì nướng. Không có phải. Cái đó bận tâm mất rồi. Lần chuỗi là niệm Phật, là hỏi để niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nhất tâm bất loạn. Mà rốt cuộc con loạn là trời ơi chết rồi, con lỡ con lần qua đây thì sao? Thành thử ra nó thành ra cái bận tâm mà loạn tâm, chứ không phải là nhất tâm nữa. Cho nên quý vị đừng có lo là lần chuỗi ta qua cái hột đó hay là phải quay lại. Mấy cái đó đó, nó những cái sơ cơ dữ lắm, mà nó mình tu mình phải vượt cái đó. Quý vị hiểu ý không?
Cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mình đã nói niệm Phật để mình định tâm, mà rồi rốt cuộc mình niệm mà mình bị bận tâm, loạn tâm cái chuyện là nên tới đó rồi quay hay là không quay, sai. Rồi cái chuyện thứ nhì, nói rằng á, chuỗi làm bằng gỗ thì phước một phần, chuỗi làm bằng ngọc tốt á, thì tốt vạn lần. Rồi cái câu hỏi là người như vậy thì cái người làm với người lần á, ai có phước? Cái người hỏi có phước, nhờ hỏi nó mới ra chuyện. Rồi hỏi bây giờ cái người mà nghèo quá, người ta không có chuỗi quý, người ta lần vậy, ta có phước không? À, như vậy thì mình kẹt cái chỗ là gỗ với quý. Mình phải hiểu cái ý nữa. Pháp Hòa không có đọc cái chỗ này, nhưng mà nếu thật sự có nói cái này là nó ý như thế này nè. Cái chuỗi là gì? Chuỗi là cái tâm. Nếu mà cái tâm mình mới bắt đầu khởi tu mà nó chưa có thuần á, thì nó là chuỗi gỗ. Nhưng mà khi mà tu niệm rồi, cái tâm mình nó thuần thục, nó có thể lướt qua những cái khó khăn, cái biến loạn, đó là chuỗi ngọc. Mà chuỗi mới sơ cơ tu thì phước nó ít. Hiểu ý không? Giống như quý vị thường hay nói của ít lòng nhiều vậy đó. Của tuy là ít nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên đó, người ta mới nói nè, làm tượng Phật gỗ không bằng làm tượng Phật ngọc. Không phải cái Phật ngọc mà chúng ta đang đi biểu diễn đi mà chuyện là không phải. Ý ở đây muốn nói là Phật gỗ đây có nghĩa là cái tâm mình á, nó chưa có thuần. Và khi tâm thuần á, phiền muộn không đá động được, đó là Phật ngọc. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy mà chúng ta có một ông La Hán trong 18 vị La Hán. Ngày ngồi cái ngày mở cái áo này ra thì có cái tượng Phật nó hiện lên đây. Thì cái ông La Hán đó gọi là La Hán khai tâm. Đó, còn có khi người ta không để cái tượng Phật, ta viết chữ Phật. Cho nên mình đừng có lầm là nói cái vấn đề chuỗi là bằng cái hình tướng. Không phải. Chuỗi ở đây ta nói là cái tâm của mình đó. Nếu mà mình luyện được cái tâm mình là nó tới cái chỗ ngọc đá thì nó mới quý. Ngọc đá đây là tượng trưng cho cái tâm mà không có vướng mắc, không có chấp trước. Chuỗi nào lần cũng được. Chuỗi thậm chí không có chuỗi, bấm lóng tai niệm. Pháp Hòa có những người Phật tử mà niệm Phật hay là trì chú đại bi không có chuỗi, lấy 7 hộp đậu, trì xong một bài chú đem hạt đậu qua để bên này, hay là một hạt sỏi, cái nào cũng được hết. Quý hiểu ý không? Cho nên cái chữ mà lần chuỗi có nghĩa là gì? Chúng ta lần từ từ để mà vượt qua. Cho nên những sâu chuỗi, những cái hạt chuỗi trong đó nè, có khi là 18 hộp, có khi 108 hộp. 18 hộp là tượng trưng cho 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Con mắt mình thấy cảnh, con mắt mình là cái căn, cái cảnh tướng bên ngoài là cảnh, rồi mình dính theo nó cái là bà. Mà mình có tới mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 căn. Rồi 6 cảnh bên ngoài là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi mình phân biệt cái này hay, cái này dở, cái này đẹp, cái đó là thức. 6 lần 3 là 10, 18. Cho nên mình phải lần cho mòn cái 18 đó, tượng trưng cho 18 chuỗi hộp. Rồi 100 đó là cũng 6 cái này, rồi nhân ra cho 3 đời tam giới gì đó, thành ra 108, mà chúng ta thường gọi là 108 phiền não. Như vậy thì nó không lẽ lần chuỗi này lần chuỗi phiền não? Không, một hộp mình lần nó qua có cái là mình vượt được một lần. Cái ý nó vậy. Cho nên không có cái chuyện gọi là đạo Phật thiên về vật chất. Không phải, nhưng mà các tổ nói cái ý. Thí dụ như nói quý vị cúng hoa cho Phật, đấy, đem một bình hoa lên cúng là hình thức thôi. Mình phải cúng cái gì biết không? Cúng cái hoa gì? Nụ cười của mình là cúng Phật đó. Cái tươi tốt của mình mỗi ngày là dâng hoa. Cho nên có một hôm nọ, có một người hoa đến chùa, thì đi tìm, mới đây thôi, thì đi tìm hương không gặp. Thì lúc đó cái bật lửa nó hết lửa đi, cái Pháp Hòa mới nói tiếng hoa, nói
tâm hương. Vị đó hiểu liền. Bây giờ mình không có thắp cái hương bằng vật chất, mà mình thắp cái gì? Tâm hương, hương lòng. Cho nên mình mới có cái câu là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Cái hương đó nó mới phưởng phất khắp mười phương, mới có thể cúng được ngôi Tam Bảo. Còn cái hương mà chúng ta thắp đây á, là cái hương vật chất, phải không? Cho nên hương này á, người ta, người xưa người ta định, người ta làm cái bài kệ cúng hương, không? Thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới như khí tài, phân chi hậu chi diệp chi hoa quang, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, không phải bằng gỗ. Phi mộc, phi hỏa không phải bằng lửa, phi yên không phải là loại trầm. Thâu lai tại nhất vi trần, thâu nó lại thì nó ở trong cái hạt bụi, tán xứ thì phổ châu xa giới. Đó là tượng trưng cho tâm hương. Hương này không phải đất mọc, không phải trời xanh. Trước khi mà thiên địa chưa xanh, nguồn cội đã ngập tràn pháp giới. Đó là tượng trưng cho tâm hương. Cho nên mình đi đến chỗ nào mà người ta có thắp hương rồi, cứ lùi ra lại Phật, không cần mình phải thắp thêm cây hương nữa. Quý vị hiểu ý không? Đó là tâm hương. Mà ở cái xứ mà chúng ta ngột ngạt, cửa sổ không mở được, mà thắp nhiều quá cũng không tốt. Cái khói hương nó làm cho con người bệnh, phải không? Cho nên nó nói như vậy không nghĩa là chúng ta không thắp hương nha, nhưng mà chúng ta phải biết theo tùy duyên. Đã có cây hương trên bàn, trên cái lư rồi, thì bây giờ chúng ta thắp gì? Tâm hương. Đó, ở đây cái vấn đề chuỗi cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi nhờ thầy khai thị cho chúng con được hiểu rõ. Câu hỏi là hòa thượng, con cảm ơn thầy. Ủa làm sao? À, chắc chắn hỏi hòa thượng nghĩa là gì á hả? Chắc vậy. Thưa đại chúng, là cái chữ hòa thượng á, là mình âm từ cái tiếng Hoa, là tiếng Hoa, tiếng Phạn. Rồi thì người Trung Hoa dịch cái chữ hòa thượng á, là lực sanh. Lực sanh có nghĩa là cái người này có khả năng sanh trưởng cái đạo lực cho mình. Mà ngày xưa danh từ hòa thượng này được dùng ở trong giới đàn thôi, tức là cái vị ngồi truyền giới cho cái vừa giới tử, gọi là hòa thượng truyền giới. Nhưng mà lâu ngày á, thì Phật giáo bắt đầu thành lập thành một cái giáo hội. Nhưng mà chúng ta bắt đầu phải dùng những danh từ để xưng gọi các vị ở trong giáo hội. Chứ ngày xưa là các vị đều là đại đức hết, già trẻ gì cũng một danh từ đại đức thôi. Nhưng mà vị nào lớn hạ hơn thì chúng tôi gọi là trưởng lão. Cho nên ở trong kinh quý vị thấy không? Trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Tu Bồ Đề. Nhưng mà đến ngày đại đức thì đại đức A Nan. Vì đại đức là cái vị còn trẻ, nhưng mà người nào tu lâu thì gọi là trưởng lão. Nhưng mà khi giáo hội thành một cái hệ thống sinh hoạt hành chánh trong xã hội thì buộc lòng phải có những danh xưng. Thì bắt đầu chúng ta mới xưng những cái danh từ hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Thì giờ bắt đầu mới quy định cái thời gian và tuổi tác để chúng ta tấn phong. Vị nào mới tu từ 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đời và hạ lạp khoảng 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi là đại đức. Thì bên ni người ta gọi là sư cô. Sư cô là ngang với đại đức. Rồi bên nam, rồi xong rồi á, 40 tuổi đời cho đến 60 tuổi đời mà phải có 20 năm hạ lạp, tức là an cư tuổi đạo đó, thì gọi là thượng tọa. 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo, gọi là thượng tọa. Thì bên này gọi là ni sư, bên nữ gọi là ni sư. Rồi cái vị này 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng. Thì bên nữ gọi là ni trưởng. Còn cái danh từ sư ông, sư bà đó
là mình gọi cho cái tính cách thân mật ở trong nhà, trong đạo với nhau. Chúng ta gọi cho có cái vẻ rất là giống gia đình, thân thiết, có một cái sự gần gũi. Còn trên phương diện danh từ hành chánh thì gọi vậy đó: hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư cô, ni sư, ni trưởng. Nhưng mà xin thưa đại chúng là một người đã đi xuất gia thì không có vướng bận mấy cái danh từ. Đầu thì cạo, mặc áo thì đơn sơ, nói chung là phủi, thì há chi cái danh từ, danh xưng. Nhưng mà bởi vì đã thành hình một hệ thống tổ chức thì chúng ta phải có những cái nội quy, những cái danh xưng để người nhỏ biết mà kính trên nhường dưới, vậy thôi. Chứ còn không phải mình tu rồi đúng cái tuổi đó cái mình tự xưng tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, không ai làm thế. Rồi nếu mà trường hợp bây giờ làm sao biết để mà tấn phong, thì thường thường ở địa phương đó có một vị thầy coi sóc về chư tăng, mới cái thầy đó gọi là thầy tăng sự đó, chuyên coi về vấn đề sự việc của bên tăng, thấy đạo hạnh của vị này mới viết cái thư lên trên giáo hội, trên bên trên, và xin được làm lễ tấn phong. Nó có một cái giáo chỉ xuống, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mấy cái đó thuộc phương diện hành chánh. Còn mình là người tu, quý vị biết cái gì hay nhất không? Khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất là xin, sĩ là người. Người đi xin, trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì kết duyên với chúng sanh. Đó là người khất sĩ. Cho nên cái nhân là khất sĩ, cho nên cái quả là vô thượng sĩ. Mình thường gọi Phật là vô thượng sĩ. Còn bây giờ mình tự xưng mình là vô thượng sĩ là không đúng. Vô thượng sư hay vô thượng sĩ là người ta gọi mình. Vì sao? Vì mình mãi mãi chỉ muốn làm một người khất sĩ. Mà cứ là khất sĩ, nhưng mà người ta lại ca mình. Cái nhân là khất sĩ, cái quả là vô thượng sĩ. Cho quý vị thấy Phật không? Đó. Nhân là một cái người vua mà bỏ cái đó để đi tìm cái khất sĩ. Mà bây giờ chúng ta mỗi lần chúng ta xưng tán Ngài thì chúng ta xưng tán Ngài một trong 10 hiệu. Đó là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Người nào đủ 10 cái đức hiệu đó chúng ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Còn bên Trung Hoa đó, ai mà vô chùa cạo đầu tu là gọi hòa thượng hết. Nhưng mà ông nào nhỏ nhỏ kêu tiểu hòa thượng, còn ông nào lớn tuổi rồi gọi là lão hòa thượng. Cho nên người nào mà con trai mà muốn cái này cái kia mà ba mẹ không cho cái hâm, con vô chùa con làm hòa thượng á, thấy không? Thì bên Trung Hoa là từ hòa thượng là ai vô chùa tu là cũng gọi là hòa thượng hết. Kính thưa thầy, thầy vừa dạy chúng con nói lời phải như hoa, nhưng nếu con cái làm không đúng, con đã cố gắng lấy sự yêu thương ngọt ngào an ủi, nhưng con vẫn không nghe lời dạy, con có thể nóng hoặc giận để la mắng được không? Dạ, go ahead. Kính thưa đại chúng á, cái khi mà mình nói là giận á, không có nghĩa là mình ghét. Giận nó có hai cách giận, la nó có hai cái la. La mà mình bằng cái thâm tâm xấu ác, hay là la bằng cả một sự yêu thương, hai cái đó nó khác. Cho nên quý vị mới thấy có nhiều khi á, ngoại hiện giả xoa, ẩn tàng tâm Bồ Tát. Nhưng mà có nhiều khi ngoại hiện tướng Bồ Tát, tâm ẩn tàng giả xóa. Làm sao nói được? Quý vị nào đã từng đi những ngôi chùa Việt Nam, trong chùa có thờ hai ông. Bước vô chùa một ông cầm cái kiếm, cái kim cang gọi là hộ pháp. Một ông mọc ba cái đỉnh núi trên đầu, lè cái lưỡi mắt phun lửa. Ông đó gọi là
Diện Nhiên Vương đại sĩ. Diện Nhiên tức là mặt lửa, ông Bồ Tát có cái mặt như lửa, nhưng mà ông để trị ai? Trị những người cứng đầu cứng cổ, không chịu ăn ngọt, thích ăn mặn, thì ông phải độ. Cho nên á, nhà Phật dùng cái từ là thị hiện. Thị hiện là gì? Mình vì sự việc như vậy mà chúng ta hiện cái thân đó. Cho nên Đức Quan Âm có 32 ứng thân. Có một câu chuyện, ê, người ta mới vô nói: bạch thầy, Đức Quan Âm hiện 32 ứng thân, vậy thì sao ngài không độ hết tất cả chúng sanh thành Phật hết đi? Hiện tới 32 thân mà. Thì vị hòa thượng mới nói: nếu như vậy ngài hết job làm sao? Vậy 32 ứng thân không có dùng nữa sao? Như vậy thì quý vị biết rằng trong kinh Phẩm Phổ Môn, hay không, nơi nào cần hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp, Quan Âm liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Như thế một người mẹ đánh con hay là rầy con không có nghĩa là mình xấu, mình không thương con, mà nhiều khi mình phải đánh cho nó nên người, mình phải rầy cho nó tỉnh thức, phải không? Như vậy thì cái này không thể gọi là không ái ngữ. Và xin thưa với đại chúng là ngay cả bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Đôi khi Pháp Hòa giận, Pháp Hòa la dữ lắm. Thầy Pháp Ân đã từng ở bên đó, thầy thấy. Nhưng mà cái la đó là tại sao? Khi mình dạy các chú, mình nói ngọt, nói đàng hoàng, ổng nghe, thì lúc đó mình phải hiện cái thân giả so của mình lên. Hiện lên rồi Pháp Hòa hỏi: mấy đứa thấy thầy giận lên thầy đẹp không? Nó dạ sợ lắm. Nói: vậy con có thương thầy không? Nó dạ thương. Thương thì đừng chọc thầy làm giả so. Quý vị hiểu ý mà nói không? Như vậy thì không phải mình la mà mình ghét, mà mình la mà bằng cả cái tình thương của mình. Khi mình nói không nghe thì mình phải hiện cái tướng giận. Mà nhiều khi nó giận, nó sợ vậy, bắt đầu nó răm rắp nó làm. Thí dụ vậy đó. Cho nên đây là thị hiện, chứ không phải là mình hiện cái tâm xấu. Cho nên tội phước không thể khẳng định. Mình muốn phóng sanh là kêu có phước, đúng không? Phóng sanh là có phước mà. Đem cái lồng chim tới ngồi chờ 2-3 tiếng để thầy rắc nước cho con chim rồi mới đem thả, thả ra chết hết 10 con. Vậy thì phước chứ tội chỗ nào? Không thể nào. Như vậy thì nhiều khi là một cái hành động giữ, nhưng mà tấm lòng của mình không có giữ, thì cái đó không thể nói được. Cho nên xin thưa là cô đừng có lo ha. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình la hoài được. Tại la riết cái nó thấy lờn. Nó thấy: ôi má tôi lúc nào cũng có cái tướng đó. Lâu lâu lần cho nó ra ngoài. Dạ hết giờ. Hết câu hỏi rồi. Còn câu hỏi không? Sao quý vị có vui không? Dạ. Sao bây giờ thì trước hết Pháp Hòa rất là biết ơn thầy Pháp Ân, một sư huynh lúc nào cũng yểm trợ cho Pháp Hòa, và cũng như tất cả quý cô chú anh chị trong ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi tối hôm nay. Và thiệt sự ra thì khi mà tối hôm qua lên ở trên thất á, thì quý vị đến thăm và có một buổi nói chuyện, thì các vị trình bày cách tổ chức, thì Pháp Hòa rất là ngạc nhiên và không ngờ là các vị tổ chức rất là chu đáo. Và đặc biệt là có những cái hình mà Pháp Hòa không có thể, Pháp Hòa ngờ được là quý vị đã làm những tấm hình để tặng cho quý vị. Thôi thì quý vị lỡ tặng rồi cứ đem hình Diện Nhiên Vương về. Dạ, xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và tất cả đại chúng. Dạ, để trước khi chúng ta có những cái buổi sinh hoạt văn nghệ gì đó, thì xin tất cả chúng ta hồi hướng trước để khi chúng ta kết thúc. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về
trọn thành Phật đạo.